Nhà các bác nào mà đang sử dụng những chiếc loa kéo như thế này, thậm chí hoặc to hơn hoặc lớn hơn, mình muốn một bộ mic để nâng cấp chiếc loa kéo nhà mình. Vì là loa kéo nhà mình thứ nhất là sử dụng lâu năm này, thứ hai là chất âm của mic nó đã bị kém. Thì hôm nay giới thiệu và chia sẻ với anh em, đây là bộ mic Q02. Bộ mic này thì rất là xịn sò, để trong một cái hộp rất là gọn như thế này. Bộ mic này có tác dụng là giúp chúng ta tiếng mic, tiếng bass, tiếng chép sáng hơn. Và bên trong nó đầy đủ như thế này, chống lăn, dây sạc đầu 3.5 để chúng ta hát trực tiếp vào sau cạc K10, K300 và vân vân. Đấy, để nâng cấp âm thanh lên. Ở đây thì mình đã lắp setup pin sẵn rồi. Thì chúng ta nếu mà có âm ly hay loa kéo thì chúng ta cắm trực tiếp vào loa kéo ạ. Đấy. Thứ hai, đây em cắm trực tiếp vào đây. Thứ hai, đây là trên tay em đây đang sử dụng hai cặp mic Q02, cặp mic Q0 dây này. Thứ nhất là bát xa này. Thứ hai là trong hú được khoảng 80%. Thứ ba là đáp ứng nhu cầu sang trọng. Đây, hôm nay thì em quay ở giữa ngoài trời rất là sáng như thế này. Pin thì pin sử dụng pin AA anh em nhé. Đây. Đây. Khi sử dụng pin AA mình lắp pin vào là mình có thể sử dụng được. Đây, bom rất là gọn nhẹ đây như thế này. Đấy, việc còn lại là chúng ta kết nối vào loa kéo và chúng ta hát thôi. Bluetooth ở đây là Bluetooth loa kéo nhá. Cái mic này thì set được ngay tần số, anh em yên tâm là hát được sang hàng xóm loa kéo thì không được gì. Bây giờ mình sẽ test thử cái tiếng mic này anh em nghe. Mic này nó rất là sáng luôn. Alo, 1 2 3 4. Quý vị nghe thấy tiếng mic sáng ạ? Đây mình đang hát ở giữa bầu trời. Đấy, rất là trong xanh. Còn mình thử cái tính năng trung hú của nó xem được 80% không nhá. Alo, 1 2. Alo, 1 2. Cái này là hai mic các bạn nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6. Bây giờ mình sẽ cho lớn mic lên một chút nữa này, để mình đứng ra xa mình hát các bạn nghe xem chất lượng. Khi mà âm thanh của mình hát vào loa kéo ở ngoài trời thì khi tiếng mic nó có bị hay bị xóa đấy không? Quý vị nghe này. Alo, 1 2. Mình đứng ra xa một chút này để xem nó đúng sóng nó ổn định không này. Alo. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp chiếc mic này nhá. Q02. Anh em nghe sáng không? Alo, 1 2. Thử tính năng chung luôn này. Alo, 1 2. Anh em nghe thấy tiếng mic không ạ? Alo, 1 2 3 4. Đi ra xa này. Tuổi đời chân đã khó mong đại lộ muôn đẹp đêm bóng mưa nhạt nhòa một lòng tự rất tròn vành và rõ tiếng anh em nhá. Em đứng ra xa thôi, nếu đứng gần thì nó cũng hú đấy anh em ạ. À. Nhưng mà đứng xa khoảng chưa đến 50 phân. Ok em nhá, đây là bộ mic Q02, anh em có nhu cầu thì bình luận xuống bên dưới. Xin chào.